Vâng, hiện tại tôi đang có mặt ở tại chợ Cán Cấu. Đồng bào vùng cao tập trung về đây cực kỳ là đông, rất chi là đông quý vị và các bạn. Và bắt đầu tôi vừa mất gần một cây số tôi mới tìm được một cái chỗ để xe ô tô cho nó hợp lý. Và bây giờ tôi đang đi vào khu trung tâm của chợ, mà các bạn thấy xem dọc quãng đường là xe máy rất chi là nhiều, xe để hai bên dài dằng dặc gần một cây số, quá nhiều. Và đây là những đồng bào, người đồng bào vùng cao, họ đem những cái sản vật, những cái sản vật nông sản của họ xuống để trao đổi cho người chợ. Họ chỉ họp vào mỗi một ngày thứ bảy, buổi sáng thứ bảy, chiều buổi sáng thứ bảy. Mà tôi di chuyển từ lúc mà 5 giờ sáng đến giờ phút này tôi mới có mặt. Hiện tại bây giờ là mấy giờ? Đây là đồng bào đang dắt bò xuống chợ. Đó. Gần 9 rưỡi. Đó, đẹp không? Rất là đẹp luôn này. Quần áo rất là đẹp. Đầu chợ là đàn vịt, đàn ngan rất là nhiều. Đó. Gà nè, ngỗng nè, ngan nè, nhiều lắm. Đây là gà vùng cao này, mùi gà này thì tuyệt vời rồi. Ô, lợn này. Đây là lợn gì chị ơi? Dạ. À, lợn mông ạ. À vâng. Lợn mông này. À, em xem thôi, xe không có chỗ để. Vâng. Mỗi một đồng bào xách tay một con lợn. Đó, con chó đi chơi. Chó con này. Cái con xinh không? Lợn. Đây là bánh rán này. Mùa này có vải này. Chị là hay. Thời tiết hôm nay rất là nắng, không như ở Sapa như ngày hôm qua là thời tiết hôm nay là cực kỳ nắng luôn. Đây là hạt giống, đỗ, nông sản. Xin mời vào. Rất là đông, mà bây giờ là đang muộn, cuối chợ rồi. Đấy là mình đi sớm lên một tí nữa thì tuyệt vời, nhưng mà quãng đường đi là quá xa, toàn đường đèo. Tán cầu. Một năm bộ cũng chỉ có 100.000 đồng, quá trời đẹp, quá trời dần luôn bà con ơi. Vạc, đồng bào vùng cao hay nấu bằng vạc. Ô này, nó to khổng lồ. Cắt tóc. Ôi.
đẹp. Vải này gái dân tộc rất là đẹp, rất xinh gái. Bán cày nông sản. Là cuộc mua bán trao đổi của các chị đúng lắm. Bán ớt xanh số lúc nhìn thấy được cái đường mà ôi rồi đấy. Cháu đang phân vân là có biết là lấy 4 đồng tiền hay là đồng tiền giống như này. Đây là cây giống ớt xanh Hà Bắc. Thì quãng thời gian tôi đi rất là dài nên là tôi không thể mua những cái giống này để trên xe được, nó sẽ bị hỏng. Một cúng cây giá 10.000 đồng. À, hai bó cây giống ớt xanh và giá 10.000 đồng.
Lợn ở đây bán con hả anh? Vâng. À. Thế lợn này là bán bao tiền con anh? 3 triệu. Hơn 2 triệu thôi. 2 triệu lợn giống. Lợn giống mà lợn này. Lợn đây là lợn gì anh? Địa phương mình rồi. Địa phương là lợn lợn mán hay lợn gì? Mông. Lợn mông à? Lợn mông. Gẹn đen vùng cao rất là nhiều, mỗi bao tải là một con. Hò cái món này kìa. Đây là hàng nào nào chú vái tiền đồ chú cú nè. Bác đã mua được 2 con lợn sách về. Bao tiền con đấy bác? Hả? Bao tiền con đấy? 2 triệu 7. 2 triệu 7 một con. 2 triệu 7 một con. Này. Ai dồi. 2 triệu 7 một con đấy. Lợn này mông. Lợn này lợn mông của chị? Chị ơi, lợn này lợn mông à? Lợn địa phương ấy. Nó như thế là trồng cái gì? Đây là tôi có chút đất tao hỏi vậy đấy.
cô làm được chị ơi, cầm bà chị đúng không, cầm bà chị. Đấy, to hơn là thì đồng bào đang chọn lợn giống, giá lợn rất là cao nhỉ, 2,7 triệu một con lợn các con. Nhiều đưa lên rất khác. Chả nó hết thế là chủ là, cho tôi biết thế là, cả dân bỏ tin mà cho bên dân thắng này. Được cả. Phiến rồi, bị phiến hết rồi. Cô đừng có mà cô chẳng có cái cái hơn đi. Hello, con ơi. Con đang đi xem bán.